cháu mới vô lui vào. Xin kính chào anh em thân mến của bóng đá sân 7. Chiều ngày nay chúng ta quay trở lại với giải bóng đá Cúp Chung cư Hà Nội lần thứ 6 năm 2019. Hôm nay chúng ta đã bước tới loạt đấu tứ kết. Và ở lượt đấu đầu tiên vào buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cặp đấu giữa hai đội bóng Victoria FC và Goldmark R. Victoria FC là đội bóng thuộc khu chung cư nằm tại Văn Phú, Hà Đông. Còn Goldmark R họ nằm tại Hồ Tùng Mậu. Trên sân thì các cầu thủ Victoria đá với bộ trang phục màu trắng và họ đang bảo vệ khung thành bên phía trái màn ảnh của chúng ta. Đội ra sân của các cầu thủ Victoria ngày hôm nay gồm có thủ môn mang áo số 1 Nguyễn Hữu Trung, phía trên đó là Vũ Văn Minh, Đậu Xuân Mạnh, Nguyễn Xuân Huy, Hoàng Trung Hiếu, Vũ Văn Tuấn và Ngô Văn Linh. Với các cầu thủ Goldmark R, họ xuất phát với thủ thành Doãn Thanh Bình. Các cầu thủ khác ở phía trên là Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Trung, Vương Đoàn Dũng và Trịnh Việt Hà. Kết thúc giai đoạn 5 trận đấu để phân định những đội bóng bước vào loạt tứ kết này thì các cầu thủ Goldmark họ có được 9 điểm, còn với Victoria họ có được tới 13 điểm. Năm lượt đấu đầu tiên của chúng ta diễn ra với thể thức đó là theo kiểu Thụy Sĩ. Một tình huống phát động bóng dài quá khó, bóng đi quá mạnh và sâu. Đây là một trận tứ kết và hai bên đều đã tập trung quyết tâm. Bên phía ngoài sân thì ban lãnh đạo của hai đội bóng vẫn liên tục hò hét để cho các cầu thủ có thể giữ được cho mình một vị trí chuẩn xác ở trên sân. Hai bên đang nhập cuộc trận đấu này với ý tưởng chơi chắc chắn ở phần sân nhà. Chúng ta thấy là họ đứng rất đông ở phần sân của mình. Cú sút. Quả dứt điểm đầu tiên của trận đấu này đã thuộc về các cầu thủ Goldmark R. Người đang chơi cao nhất trên hàng công của các cầu thủ Goldmark đó là Trịnh Việt Hà. Đá ngay sau Trịnh Việt Hà là một cầu thủ cũng rất cao lớn, đó là Nguyễn Văn Trung. Văn Trung hơi lệch một chút sang bên phía hành lang cánh phải. Những phút đầu này thì các cầu thủ bên phía Goldmark họ đang đá với sơ đồ là 2-3-1. Một cơ hội và quả bóng dứt khoát nhưng bóng lại đi quá xoáy và tạo ra một quả đá phạt góc dành cho đối phương. Người vừa có tình huống phá bóng đó là Thanh Sơn. Đã có đủ cầu thủ ở phía trong. Treo vào. Bóng đi khá khó chịu nhưng cũng chưa đạt được sự chuẩn mực cao nhất khi mà nó còn đi hơi bồng và khiến cho các đồng đội ở phía trong không thể dứt điểm. Thanh Sơn, Đoàn Dũng. Hai bên vẫn đang chơi phòng ngự tương đối chặt chẽ. Xuân Huy. Một pha chuyển cánh rất chuẩn của Xuân Huy. Không được.
pha phát động dài chuẩn xác, nhưng phía trên thì đồng đội đã không đỡ được bước một tốt hơn. Một tình huống phải chuyền thật dài và hậu vệ bên phía Victoria đã chuyền mạnh khiến cho tiền đạo không thể kiểm soát được. Bóng vẫn trong chân của các cầu thủ Victoria. Có vẻ như Victoria đang là đội bóng chơi có phần nhỉnh hơn một chút. Đội hình của họ di chuyển tốt hơn, các cầu thủ cũng có kỹ thuật tương đối ổn. Văn Mạnh đánh đầu. Ở quả đá phạt góc thứ hai thì đã có được một tình huống dứt điểm. Người vừa bật cao và đánh đầu đó là Vũ Văn Tuấn. Văn Tuấn đang chơi cao nhất trên hàng công của các cầu thủ Victoria FC. Victoria FC ở giai đoạn 5 trận đấu đầu tiên họ chơi rất hay, có tới 13 điểm. Họ có tới 4 trận thắng và 1 trận hòa. Tình huống lùi về và đoán đúng điểm rời của trung vệ Trung Hiếu. Với một hệ thống mà hai bên ưu tiên kiểm soát ở khu vực giữa sân thì chúng ta thấy là hàng phòng ngự của cả hai đều ưu tiên những đường truyền dài, đường truyền bổng lên phía trên, những pha bóng vượt tuyến cho các tiền đạo cắm. Tiếp tục lại là một quả đá biên dành cho Goldmark. Rất may là chưa có sai lầm. Cuối cùng thì Văn Hoàng đã quyết định xử lý an toàn. Ở nhịp trước thì Văn Hoàng đã bị bóng quấn vào chân và không thể chuyền về cho thủ môn. Giải đấu của chúng ta đang diễn ra trên sân vận động Cường Quốc ở Hà Đông. Đây là một trận đấu thường niên mà những đội bóng đã tham gia trong một vài năm trở lại đây. Một trận đấu chất lượng. Giải Goldmark, giải bóng đá cúp chung cư đã được tổ chức năm nay là năm thứ 6. Đây là một sân chơi thật sự là bổ ích và đóng vai trò rất lớn để gắn kết những cư dân của các chung cư. Một cơ hội để cho các cầu thủ Victoria có thể ghi bàn với một quả đá phạt tương đối thuận lợi. Có thể sẽ là mồi bóng dành cho Văn Linh dứt điểm. Văn Linh, cơ hội không vào, rất đáng tiếc. Xuân Mạnh đang cảm giác tiếc nuối với tình huống dứt điểm không thành bàn của mình. Bóng đã ăn quá nhiều ra phần móng ngoài và đã đi không chuẩn xác. Trước đó thì Văn Linh cũng có một quả đá hơi tách cơ khi mà đồng đội mồi bóng vẫn còn chưa đủ đẹp. Xuân Mạnh. Một cô nữa lại đến với Victoria. Quá mạnh. Người vừa có tình huống đảo biên và lên cánh đó là Vũ Văn Minh. Văn Hoàng. Victoria đang bắt đầu đẩy cả đội hình và chơi pressing bên phần sân của đối phương, khiến cho các cầu thủ Goldmark đang có những sự trêu chọc nhất định trong việc chuyền bóng ở phần sân nhà. Xuân Huy. Văn Minh. Văn Linh. Không nguy hiểm. Tập trung anh Sơn, tập trung lên.
lại là bóng dài. Vẫn chưa có một sai sót nào đến từ các cầu thủ phòng ngự bên phía Victoria. Phòng ngự của Victoria thì trung vệ Trung Hiếu khá cao lớn, do vậy mà bóng bổng cũng không phải là đáng ngại với anh. Trung Hiếu được chuyền hơi khó. Bóng trong chân của Goldmark. Người và can thiệp đó là Vũ Văn Tuấn. Văn Tuấn đã lùi về hỗ trợ phòng ngự. Lại nhồi bóng, đó là đường truyền thật mạnh sang phía cột 2, nhưng đồng đội thì không kịp nhô lên để dứt điểm. Tuy nhiên vẫn có được một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ gót mắt. Truyền vào, bóng không thuận chân và Văn Hoàng chỉ thực hiện một đường truyền được thôi, chứ không phải là một cú sút. Bốn mắc bây giờ cũng đang lấy lại thế trận rồi, họ cũng đã cầm bóng được khá nhiều. Lấy bóng dành cho các cầu thủ áo vàng. Người bị phạm lỗi đó là Văn Trung. Sẽ là một quả đá phạt có còi dành cho các cầu thủ gột mắt. Thành Sơn, Thành Sơn đã quyết định dứt điểm ngay nhưng cú sút là không chuẩn. Và chơi bóng hơi mất tập trung của các cầu thủ bên phía gột mắt. Thật may là đường phát bóng dài lên của thủ môn thì lại hơi mạnh so với tốc độ băng xuống của Văn Tuấn. Quá người rồi. Cơ hội. Bóng đi vặn sườn, rất khó. Văn Tuấn đã không thể vượt qua được hậu vệ của đối phương. Đó là tình huống can thiệp của Nguyễn Văn Hoàng. Văn Mạnh. Văn Mạnh là đội trưởng của các cầu thủ gôn mắt. Văn Mạnh. Chưa qua được người. Những tình huống triển khai bóng của gôn mắt chủ yếu bên phía hành lang cánh phải. Đường truyền thiếu chuẩn xác. Và đây là một cơ hội lên bóng dành cho các cầu thủ Victoria. Cơ hội. Không được. Sút ngay. Vừa rồi là những thời khắc mà các cầu thủ bên phía Goldmark chơi thiếu tập trung, có phần chủ quan từ tình huống ném đá biên. Hey, hey.
khá khó chịu. Xuân Huy, bóng vẫn trong chân của Victoria. Lỗi rồi. Một tình huống mà ba cầu thủ áo vàng đã cố gắng chơi pressing. Tuy nhiên Đậu Xuân Mạnh đã che rất kín quả bóng và buộc đối phương phải phạm lỗi. Hiếu Trung, Trung Hiếu, hai bên vẫn đang cho thấy sự cân bằng. Không được, tình huống chuyển biên nhưng hơi khó. Đoàn Dũng và nhô lên cắt bóng tốt của cầu thủ bên phía Victoria. Gôn đã phải ra rất xa. Sau đó là một tình huống xử lý đủ an toàn trước sức ép của tiền đạo đối phương. Văn Tuấn đang rất chịu khó trong tình huống tranh chấp với các hậu vệ của Goldmark. Bóng vẫn trong chân của Victoria. Trung Hiếu, hai bên đã bắt đầu chạy nhiều hơn rồi. Văn Minh, không được, và gài người rất tốt của Văn Hoàng. Văn Tuấn, trong những tình huống phải một kè một với các cầu thủ tấn công của đối phương thì hàng phòng ngự hai bên vẫn đang làm việc tốt. Lỗi đá biên rồi. Lên bóng cho Victoria nhưng quá đơn độc, chỉ có một mình Văn Tuấn thôi. Rất nỗ lực nhưng các đồng đội thì lại không ai leo lên để hỗ trợ cho Văn Tuấn. Thành Bình, Văn Hoàng, Thành Bình, Thành Bình.
hai bên đang thật sự vẫn cảm giác rất nhiều khó khăn trong những tình huống cố gắng đưa bóng lên. Họ vẫn phải chuyền ở phần sân nhà rất nhiều. Và khi cần chuyền bóng sang phần sân đối phương thì phương án bóng dài vẫn là lựa chọn gần như là bắt buộc. Đoàn Dũng, cú sút và đá rất quyết đoán sau khi gài người, đó là cú sút của Nguyễn Văn Trung, một cầu thủ rất khỏe. Được chuyền lên không chuẩn khi mà nó đã bị một cầu thủ đối phương che. Trung Hiếu, Ngô Văn Linh, cơ hội dành cho Victoria, bóng đi hơi xa. Và nhà bóng khá thông minh của Văn Tuấn, nhưng bóng lại đi cách vị trí mà đồng đội có thể dứt điểm, có lẽ là khoảng nửa mét. Thanh Bình, Văn Linh. Vừa rồi thì các cầu thủ bên phía Victoria đã thoát được pressing. Tình huống bóng mà phía ngoài thì ban lãnh đạo của Goldmark đã hô pressing khá to. Lỗi. Đó là tình huống đẩy sau của tiền đạo bên phía Goldmark. Tình huống phá bóng rất nhanh của Trịnh Việt Hà. Hai bên đang chơi vẫn rất cân bằng về mặt thế trận. Sự chặt chẽ vẫn là điều mà hàng phòng hai bên vẫn đang đảm bảo. Hữu Trung, tình huống áp sát giáp của ba cầu thủ áo vàng. Khá thoáng. Xuân Mạnh, Xuân Mạnh đã không thể tiếp tục phát triển bóng lên. Quá đông các cầu thủ Goldmark ở phần sân nhà. Xuân Mạnh, cú sút ngay của Xuân Mạnh, quả đá khá chất lượng. Nghe bằng tai thôi.
Cơ hội đến với Victoria. Một tình huống dứt điểm mà sau khi đá hỏng thì tiền đạo bên phía Victoria đã giải thích là anh bị chói nắng. Như vậy là hiệp 1 đã khép lại. Một hiệp đấu mà hai bên rơi rất chặt chẽ, rất tập trung, thế trận cân bằng. Và chúng ta sẽ phải chờ đợi những bàn thắng trong hiệp đấu thứ hai. Bây giờ xin mời quý vị cùng tạm nghỉ trong ít phút. Thank you.
chào anh em thân mến, chúng ta cùng quay trở lại để theo dõi hiệp 2 trận đấu trong khuôn khổ lượt trận tứ kết đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, trận cầu giữa đội bóng Victoria FC và Goldmark AG. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với một thế trận rất chắc chắn của cả hai và chưa có bàn thắng nào được ghi. Hai bên vẫn đang ưu tiên lối chơi an toàn bên hàng đầu, do vậy mà họ chơi vẫn chưa có phần mạo hiểm. Không biết là hiệp 2 này hai bên có sự thay đổi về mặt tiếp cận, cách đá hay không, họ có đẩy cao nhịp độ lên hay không. Nếu như vẫn đá chậm như hiệp 1 thì thật sự sẽ rất khó có cơ hội. Văn Tuấn. Một quả đá biên dành cho Victoria. Xuân Huy. Vẫn là một lối chơi phòng ngự chắc chắn của cầu thủ hai đội. Với một thế trận như thế này thì có thể cần phải có một bàn thắng để nó thay đổi hoàn toàn cục diện. Hai bên vẫn chưa bên nào muốn chơi thật sự mạo hiểm cả. Hiệp 2 vẫn còn rất dài và chúng ta cùng chờ đợi liệu có những thời điểm nào của trận đấu hai bên quyết định tăng tốc hay không. Thanh Bình. Văn Mạnh. Thanh Bình. Một pha xâm nhập áp sát hơi chậm của Văn Tuấn. Bên phía Victoria thì đạo Văn Tuấn cũng rất chịu khó chạy suốt tiền một. Anh luôn cố gắng săn hậu vệ hoặc là hậu vệ hoặc là thủ môn của đối phương. Trung Hiếu. Họ đánh đầu làm thường khá tốt, nhưng bóng vẫn còn đi chưa đủ thuận lợi dành cho Văn Tuấn để có thể dứt điểm. Có thể khi mà hiệp 2 trôi dần đi, thể lực bắt đầu bị suy giảm thì những pha bóng dành cho các tiền đạo sẽ nhiều hơn. Một pha áp sát khá nhanh của cầu thủ bên phía Victoria. Hiệp 2 này thì Victoria đã chủ động đẩy cao đội hình và chơi pressing giáp hơn. Xuân Mạnh. Hiếu Trung. Xuân Mạnh. Một cú sút và nổ ngay từ hàng lang biên của Ngô Văn Linh. Cần phải có những pha bóng chơi đột biến như vậy. Xuân Mạnh đã bị đối phương tác động nhưng trọng tài không thổi còi. Văn Tuấn. Bóng lại được đưa về dành cho thủ thành Hữu Trục. Đậu Xuân Mạnh. Rất khéo. Xuân Mạnh. Trung Hiếu. Phản công dành cho Goldmark nhưng không được khi mà Xuân Mạnh đã kịp thời áp sát với tiền đạo Văn Trung, khiến cho Văn Trung không thể đỡ bóng. Thanh Bình. Văn Trung. Văn Trung rất khỏe, vẫn là Văn Trung. Lỗi từ phía sau rồi. Okay.
một chiếc thẻ dành cho cầu thủ bên phía Victoria. Đó là tình huống nhận thẻ của Vũ Văn Minh. Một tình huống cố định, liệu nó khiến cho bảng tỷ số thay đổi hay không? Ba rào rất cảnh giác của Victoria. Cú sút bóng đi không khó với thủ thành Hữu Trụng. Pha bóng rất an toàn. Văn Tuấn xuất mạnh, cú sút hiệp hai này thì khoảng trống dành cho các cầu thủ Victoria, họ dứt điểm đã nhiều hơn rồi. Không được, chạm đầu hơi bị động của Văn Minh. Một tình huống mà số 8 này đã leo lên ở hành lang cánh phải. Xuân Mạnh, Hữu Dung, vẫn rất chậm rãi. Trung Hiếu không cho ai cả. Cũng là một quả đá biên không chuẩn xác. Rất tốt. Xuân Huy. Một pha đảo biên nhưng hợp vệ đối phương vẫn đứng rất đúng vị trí. Cơ hội dành cho các cầu thủ Victoria. Vẫn chưa có góc để sút. Văn Trung đã phạm lỗi. Xuân Huy. Xuân Mạnh. Có thể sút. Một pha được bóng vào rất mạnh và nguy hiểm. Bên phía Goldmark có sự thay đổi về mặt nhân sự. Số 14 là Nguyễn Phi Long vào sân. Phi Long đã thay cho vị trí của Trịnh Việt Hà. Phi Long vào sân và đang di chuyển lên vị trí tiền đạo. Bóng vẫn trong chân của Victoria. Trong một tư thế khó nhưng vẫn đưa ra được tình huống dứt điểm nguy hiểm và xử lý tốt của Vũ Văn Minh. Đứng trước người ta. Anh Hoàng ơi, đứng trước người ta.
bóng vẫn trong sân. Kỳ Long, Kỳ Long rất nhiệt tình. Không có lỗi, lên bóng dành cho Quân Mắc. Lỗi rồi. Văn Trùng đã bị đối phương phạm lỗi. Phía trên trong tình huống lên bóng tấn công của Quân Mắc thì họ sẽ phải phụ thuộc khá nhiều vào những tình huống xử lý cá nhân của Văn Trùng. Đường chuyền bóng đang là Văn Mạnh. Đường chuyền bị lộ của Văn Mạnh. Lỗi từ phía sau của Phi Long. Rất an toàn. Văn Minh phá dọc biên dành cho Phi Long. Vẫn là Phi Long. Phi Long từ lúc vào sân chơi rất nhiệt tình. Là tình huống phạm lỗi của Phi Long rồi. Sẽ là một quả đá biên dành cho Quân Mắc. Đá của này đó là Nguyễn Văn Mạnh. Văn Mạnh hơi khó. Văn Trùng đã chưa kịp tách ra ngoài biên. Cơ hội dành cho Victoria. Tiếng còi cất lên rồi. Và đây sẽ là một quả đá phạt ở vị trí rất thuận lợi dành cho Victoria. Bóng rất sát với vòng cấm địa. Đứng trước bóng đang là Đậu Xuân Mạnh. Cú sút. Một quả đá thẳng và rất khó để qua rào. Đó là một tình huống nên mồi bóng thì sẽ thuận lợi hơn. Xuân Mạnh. Phi Long vào sân rất chịu khó chặn. Đá mạnh mẽ. Cú sút. Sẽ có một tình huống phạt góc dành cho các cầu thủ Victoria. Xuân Mạnh vẫn đang là người chơi ấn tượng nhất bên phía đội bóng áo trắng. Dạ thôi Trung. Cơ hội không vào. Dứt điểm cận thành nhưng cú sút của Văn Linh lại đi chạch cột. Rất đáng tiếc. Cơ hội đẹp nhất từ đầu trận. Một pha nhồi bóng thẳng vào khu vực cấm địa, nơi có hai cầu thủ áo trắng đã xâm nhập. Thật sự đáng tiếc cho các cầu thủ Victoria khi họ không thể có được bàn thắng mở bảng điểm.
bôn của Goldmark sau nỗ lực cản phá đã bị đau. Lại là pha nhồi bóng dài. Hai bên vẫn đang chơi tập trung, nhưng nếu như nói về có một sự lấn lướt nào đó thì sẽ nghiêng về phía Victoria. Đây là mùa giải đầu tiên mà cả hai đội bóng Victoria lẫn Bournemouth họ tiến sâu đến như vậy tại giải đấu này. Bước vào trận tứ kết, hai bên chơi rất chắc chắn, tập trung, họ muốn tiến sâu hơn nữa. Victoria thì mạnh hơn một chút nếu như những gì đã diễn ra trên sân. Cơ bàn thắng đến rồi, nó dành cho Đặng Xuân Mạnh và các cầu thủ Victoria. Người chơi tốt nhất bên phía đội áo trắng đã ghi bàn. Một pha lập công có thể sẽ thay đổi rất nhiều cách đá của hai đội. Bây giờ thì Goldmark phải bỏ lối chơi phòng ngự thôi, họ sẽ phải tấn công. Và khi mà Goldmark đẩy cao đội hình tấn công thì có thể thế trận sẽ thoáng hơn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta thấy là Goldmark đã bắt đầu chơi phải khẩn trương hơn và đẩy cao đội hình hơn rồi. Một bàn thua khiến cho họ phải từ bỏ đi chiến thuật mà mình đã áp dụng suốt từ đầu trận. Bước vào trận đấu này thì Goldmark cũng hiểu được là mình kém hơn đối phương một chút. Do vậy mà Goldmark chủ trương đá phòng ngự chặt chẽ, rồi cố gắng tận dụng những thời cơ ở phía trên. Nhưng bây giờ khi mà các cầu thủ Victoria đã vượt lên để dẫn với tỷ số 1-0 thì Goldmark buộc phải chơi tấn công. Tình huống phạm lỗi là của Lê Văn Hùng. Văn Hùng cũng mới vào sân bên phía Victoria. Đường chuyền hơi khó dành cho Văn Hoàng. Phía Goldmark sẽ có sự thay đổi về mặt nhân sự, số 33 của họ là Trần Quang Hưng vào sân. Người rời sân là Đoàn Dũng. Hiệp 2 khi mà Victoria vẫn liên tiếp tấn công khiến cho thể lực của Goldmark có phần suy giảm. Chúng ta thấy là đã có nhiều khoảng trống dành cho đội bóng áo trắng. Trước khi có được bàn thắng mở bảng điểm thì họ đã có những cơ hội rất ngon ăn. Nhưng cuối cùng thì Victoria vẫn ghi được bàn. Và đó là một bàn thắng rất quan trọng. Cả bóng rất dứt khoát. Về bóng cho Victoria, không được. Vẫn là Quang Trung, Quang Trung đã bị phạm lỗi rồi.
vẫn là những pha xử lý bóng cá nhân của Quang Trung. Anh mạnh mẽ và khéo léo, vẫn là Quang Trung. Quang Trung lên đi. Văn Hoàng, Quang Trung, bóng quay lại chân của Văn Hoàng. Quân Mắc buộc phải tấn công nhưng có vẻ như thể lực đã suy giảm nhiều, khiến cho những đường chuyền của họ khá trệch choạc. Quả đá biên dành cho Victoria. Quân Mắc lại tiếp tục thay người. Lê Minh Dương vào sân. Minh Dương đá thay cho Nguyễn Phi Long. Em mạnh cao lên, cao lên. Văn Trung. Khá khó chịu. Bóng cắt qua trước mặt gôn. Hai cầu thủ vàng đã lao vào nhưng không ai dứt điểm được à. Thời gian còn khoảng 4 phút chính thức nữa. Cơ hội dành cho các cầu thủ Gôn Mắc. Văn Trung rất khỏe nhưng một mình anh thì thật sự là vẫn chưa đủ để tạo ra những quả dứt điểm. Cơ hội, chưa thể xoay người và sút ngay. Chuyền vào, không được. Khi cần pressing một phần sân đối phương thì Victoria vẫn đủ người. Văn Trung lại bị phạm lỗi rồi. Đối mặt với Văn Trung thì các hậu vệ bên phía Victoria thường xuyên phải phạm lỗi. Văn Trung thực sự là quá khỏe so với các bạn cùng trang lứa. Cần phải chắc chịu, cú sút không được. Sẽ có phát bóng lên dành cho Victoria. Lên
Một quả đá phạt dành cho Goldmark. Được chuyển hơi non. Thời gian sắp hết rồi. Trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Nguyễn Hữu Trung vì anh câu giờ. Hữu Trung. Cơ hội không vào. Suýt chút nữa là bàn thắng đóng hòm. Rất tiếc là cú sút của cầu thủ bên phía Victoria lại không vào. Một quả đá phạt góc dành cho Victoria. Lên bóng cho Goldmark. Văn Mạnh. Văn Mạnh đã không qua được hậu vệ của đối phương. Sau đó thì cầu thủ này đã phạm lỗi. Sân bên cạnh thì đã hết giờ rồi. Và sân này của chúng ta cũng sắp sửa thôi. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nhưng về phía các cầu thủ Victoria. Nhìn chung thì trận đấu này Victoria chơi tốt hơn. Chiến thắng là xứng đáng đối với họ. Cơ hội dành cho Victoria, sút ngay. Đá khá chất lượng. Những thời khắc cuối cùng của trận tứ kết này. Lỗi rồi. Có thể sẽ là một quả nhồi bóng thật mạnh vào gôn. Tất cả các đồng đội đã bật dựng lên rồi. Đánh đâu? Không được. Hết giờ. Như vậy là Victoria sẽ tiến vào vòng bán kết với một kết quả chiến thắng là 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Đậu Xuân Mạnh, đội trưởng bên phía Victoria. Một chiến thắng xứng đáng dành cho họ. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại để tiếp tục theo dõi lượt đấu thứ hai của hai trận tứ kết còn lại.